Đây. Bài M. Nhìn bài này. Bài M này có logarit. Thì bắt buộc đặt U bằng logarit rồi. Tức là đặt U là bằng lambda b của x cộng nhân căn x cộng 1. Dv là bằng 1 cộng cho 1 phần 2 căn x. Vậy như vậy nhiêu là lấy đạo hàm nhân căn gì? Chiêu là bằng lambda b u đạo hàm. Đạo hàm thì nên là u phẩy chiêu. U phẩy thì là 1 cộng cho 1 phần 2 căn x chia cho u, đó là x cộng cho căn x cộng 1. Vậy và bây giờ từ dv sang đây là v, là lấy nguyên hàm, nguyên hàm của 1 thì là x, nguyên hàm của 1 phần 2 căn x. Cái gì đạo hàm bằng 1 phần 2 căn x? Đó là căn x. Và bây giờ ta áp dụng u nhân v, tức là y bằng u nhân v, rồi trừ cho v nhân u. Hai thằng này nhân lại một kỳ thức quan lớn, khỏi làm, bỏ làm được khác. Ở đây chúng ta thấy là nếu mà lấy v nhân v là cái biểu thức này nhân biểu thức này là nó cực kỳ phức tạp. Đó là vì khi mà mình lấy v, tức là lấy dv mình xem đây là v, là mình lấy nguyên hàm. Mình lấy nguyên hàm thì mình có thể chọn c là bằng số bất kỳ. Do mình thói quen mình chọn c là bằng không, cho nên chỗ này là mình để số không, mình nhân lại nó mới lớn. Mình đưa quyền chọn c là một số nào đó. Bây giờ nhìn nha, khi em chọn c, giả sử như chỗ này là số c đi, em nhân lại v nhiêu, em nhân lại thì em nhân lại v nhiêu sẽ là gì? Sẽ là bằng 1 cộng cho 1 phần 2 căn x chia x cộng căn x cộng 1 nhân x cộng căn x cộng c. Đó, v nhân v, v nhân v nó sẽ là này, những cái này lên này. Thế tại sao mình không chọn số c làm số nào đó để cho nó triệt tiêu số mẫu? Mình chọn c bằng không, cho nên hai thằng này nhân nhau là nó lớn rồi, đúng rồi. Ở đây mình không lanh lên chút, chọn c là bằng 1. Đấy, chọn c là bằng 1. Như vậy cái chỗ này ta sẽ chọn c là 1. Đấy, trong trường hợp biểu thức mà gieo có mẫu số thì ta nên chọn c làm sao để cho nó nhân với lại gieo mất đi mẫu số. Cái này người ta gọi là kỹ thuật chọn hàng số c trong ghi nguyên hàm thực phẩm. Và bây giờ chúng ta áp dụng y bằng u nhân v, u nhân v trừ cho v nhân v u, nguyên hàm của v nhân v u thì mất đi cái mẫu rồi, còn lại là 1 cộng cho
một phần hai căn kim nhị. Đó, bài bóng trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Cái này ghi lại thôi. Trừ nguyên hàm của một thì là ít, nguyên hàm của một phần hai căn ít thì đó chính là căn ít. Rồi tất cả cộng cộng c, bài toán kết thúc. Đấy, vậy chúng ta lấy mở ra đi, gọi là cái kỹ thuật chọn c trong những nguyên hàm. Thế thì cái kỹ thuật chọn C trong nguyên hàm thực phẩm này nó áp dụng cho cái dạng nào? Nó thường áp dụng cho cái dạng là T bằng tích phân của một cái biểu thức Fx nhân log NB của một cái thằng Gx. Vậy à, thế thì khi mà có log NB thì bao giờ em phải đặt ô là bằng log NB rồi? Vậy thì cái JV là cái còn lại. JV là cái còn lại. Như vậy thì từ đây các em suy ra từ O em suy ra J O thì lắp đạo hàm là bằng U phẩy J O, tức là G phẩy X chia cho M X nhân gì? Từ J V em suy ra V là bằng nguyên hàm của F X gì? Thì nó bằng F lớn X cộng C. Trong đó em lớn ít là một nguyên hàm của em nhảy, và các em thường là chọn C bằng không, đúng không? Thường là em chọn C bằng không. Ở đây cái kỹ thuật này là em phải cố gắng em chọn C sao cho cái biểu thức này này nó nhân với thằng này nó đơn giản bớt cái mẫu số, tức là cái biểu thức em biết cộng C này nó bằng biểu thức gửi nhân cho một cái biểu thức K nào đó, tức là chọn C làm sao để cho mà em biết cộng C nó nhân với lại, tức là V nhân gieo này này nó trở nên gọn gàng hơn. Mà muốn gọn gàng hơn thì cái biểu thức này phải chi tiêu được cái mẫu số này à, nếu mà nó bằng được gửi thì càng tốt, còn không thì nó là bằng một cái gửi nhân với một hàng số nào đó cũng được, thì khi đó nhân lại là mất đi gửi là đỡ phức tạp rồi, đúng không? À, như thế này mình chọn C, chọn C là bằng một, khi đó nhân với thằng này nó mất đi mẫu. Đó là cái kỹ thuật chọn C sao cho cái biểu thức này nó gọn, nó đơn giản cái mẫu số của viên nhân. Rồi áp dụng thử nha. Ví dụ bệnh này bằng
vì làm ít nhân lắm là bên ai cảm ít bình chị à. Rồi áp dụng nghi hành từng phần đi. Bác sĩ đàn ô là gì? Đàn ô là lớp là B hai trọng ít bình, đúng không? Như vậy GV là bằng ít nhân gì? Từ O chúng ta suy ra GO lớp O là O phẩy chia O đó nhân gì? Từ GV kem suy ra V là nguyên hàm quýt. Nguyên hàm quýt là bằng x mũ 2 chia 2 cộng C, đúng không? Bình thường là mình cộng C bằng 0. Thế bây giờ cộng C bằng 0 thì rõ ràng nhân thằng này nó có mất đi mẫu không? Không. Vậy cộng C bằng mấy? Cộng C bằng mấy để cho thằng này nhân với thằng này móc đi cái mẫu. Thì bây giờ mình ghi vào nháo này. Thằng này nhân với thằng này là 2x chia cho 2 cộng x bình. Nó nhân với lại là x trên 2 cộng C. Đó, nó phải móc đi cái mẫu đúng không? Vậy thì quy đọc lên thì nó hỏi là 2x này ghi lại này, chia 2 cộng x bình nhân x bình cộng cho 2C chia cho 2. Thì muốn móc đi cái mẫu thì C nó bằng mấy? Giờ C bằng 1 được chơi, C bằng 2 được chơi, C bằng mấy? À, x bình cộng 2C cho này x bình cộng 2, vậy là C bằng 1. Vậy chọn C là bằng 1. Đó, mình ghi đây vào nháp, xong mình nhân hai cái lại, nó phải móc đi cái mẫu. Vậy quy đạo lên x bình cộng 2 chia gì hả? Rồi, áp dụng đi. Y sẽ bằng O nhân V, tức là x bình cộng 2 chia 2 nhân lớp của 2 cộng x bình trừ cho V gieo. V gieo là gì? Hai thằng này nhân với nhau là móc đi x bình cộng 2 rồi. Thậm chí là ghi từ từ liền V nhân gieo à. V nhân gieo là đó. Vậy đơn giản móc x bình cộng 2, đơn giản móc luôn số 2. Còn lại x, thấy chưa? Cực kỳ là đơn giản. Rồi, các bạn ghi tiếp. X bình cộng 2 chia 2 trừ x bình chia 2 cộng C. Tiếp lọc. Câu này là câu A đi. Câu B y bằng x cộng 3 nhân cho lớp lớp E 2x trừ 1 gì?
Rồi, đặt ô. Là lambda b 2 trừ 1 dv x cộng 3 mà suy ra yêu ô phẩy chi đâu. Rồi từ đây suy ra là v nguyên hàm là x bằng chi 2 cộng 3 x cộng c, đúng không? Chứ nếu mà không có cộng c thì mình nhân lại nó mất được cái mẫu không? Không. Bây giờ mình để cộng c chứ sao nữa? Thì bây giờ cộng c thì là gì? X bình cộng trên 2 cộng 3 x cộng c nhân với 2 chia cho 2 x trừ 1. Nó phải làm sao triệt tiêu mất cái mẫu này đi. Và muốn triệt tiêu được thì nhận thấy là ở dưới này này, ở dưới này nó có nhân tử là 2 trừ 1, tức là nó có nghiệm là bằng x bằng 1 phần 2. Như vậy thì muốn triệt tiêu được thì ở trên tử này nó cũng phải có nghiệm là x bằng 1 phần 2, tức là nó cũng phải có nhân tử là 2 trừ 1. Đó, nãy thầy nói với đứa các bạn chưa hiểu là nó bằng cơ x nhân k, tức là nó không phải là nhất thiết là nó bằng cơ x, mà nó bằng cơ x nhân cho một biến thức nào đó được. Vậy nó tóm lại là muốn triệt tiêu được cái mẫu này thì x bằng 1/2 phải là nghiệm của thằng này, mà là nghiệm tức là thay 1/2 vào đây nó phải bằng bằng không. 1/2 thay vào đây tức là 1/4 chia 2 tức là 1/8 cộng 3/2 cộng c phải bằng không. Vậy c là bằng mấy? C là bằng nhiêu? Trời ơi, mà nó nhiều. Trừ mấy? Trừ 3/8. Trừ 13/8. Rồi, thay vào. Vậy C chính là bằng trừ 13/8. Được chưa? Đó, thì quá trình tìm C. Những bài kia thì nhiều khi có thể nhẩm, nhưng bài này nhẩm không nổi đâu. Rồi, tóm lại, khi mà ở dưới mẫu có nghiệm là bao nhiêu, muốn triệt tiêu được cái biểu thức đó thì mình phải lấy cái nghiệm đó thay vào cái tử. Rồi bây giờ chưa cứ để ý như vậy đâu nha, phân tích ra với c bằng trừ 13/8, phân tích ra thành nhân tử, mẫu số chung là số 8, đúng không? Nhân lên đây 4x bình, nhân lên đây 24x trừ 13. Rồi phần tích ra lại thành nhân tử coi. Nó chắc chắn có một nghiệm là 1/2. Nghiệm còn lại là bao nhiêu? Trừ 13/2. Vậy nó được tách thành 4 nhân x trừ 1/2 nhân x trừ nhân trừ là cộng 13/2 chia 8. Cái số 4 này chúng ta tách ra là 22. Nhân 2 vào đây và nhân 2 vào đây, vậy là bằng 2x trừ 1 nhân cho 2x cộng 13 tất cả chia cho 8, thấy đẹp chưa? 2x trừ 1 đó. Vậy từ đây suy ra y bằng OV, U nhân V nhân lambda b 2 trừ 1 trừ cho v nhân nhau, hai lần này nhân nhau v nhân nhau
rút gọn đi, này mới lưu ý lại nha. Trừ 2 trừ 1 hết 8, còn lại là 4. 2 chia 4 thì còn lại là x chia 2 thì chỉ bỏ còn lại 4 nha, cộng 13 phần 4 nhân chỉ. Rồi ra đây ghi lại thôi. Trừ x bình chia 4 trừ 13 phần 4 x cộng c. Tương tự là cái bài mà sau bài c. Thì bằng nguyên hàm lắp đôi bè xin ít cộng 2 lần có đi chia có bình ít chị. Rồi, ở đây cũng là lắp đôi bê thôi. Ở dưới là 1 phần cos cho bằng lành bình. Vậy là ô bằng gì? Lắp đôi bê sin x cộng 2 lần cos x. Dv bằng gì? 1 phần cos bình gì? Nhờ người suy ra yêu lắp đôi bê vô đã ô phẩy chia ô, ô phẩy là bao nhiêu? Là có ít trừ 2 lần sin x chia ô, chia ô vậy đó. Như vậy thì dv sang đây là v, nguyên hàm của một phần cos bình bằng gì? Là bằng tan x. Nhưng mà nếu là tay x nhân với cái đám này khỏi làm luôn, quá phức tạp mà. Tay x cộng c. Bây giờ đi tìm tay x cộng c, tìm c sao cho nhân với thằng này chi tiêu bớt mẫu đi. Vậy là ta ghi này, tay x cộng c, tay là bằng gì? Xin chia chia cos cộng c, đúng không? Rồi như vậy quy đầu lên là bằng sin cộng gì? C nhân cos chia cho gì? Cos đó. Cái này nhân với lại cái yêu là nhân với lại gì? Cos x trừ 2 sin x chia cho sin x cộng cho 2 cos x đó. Cái này nhân với cái này nó phải chiếc tiêu cái mẫu lòi ra chưa? C bao nhiêu? C mấy bán? 2 đó. Như vậy ở đây ta chọn C là bán đó. Vậy C bằng 2 là bằng sin chi cos cộng 2, là quy đồng lên luôn là sin cộng cho 2 lần cos chi cos. Rồi từ đó suy ra đi bằng ô nhân v là nhân với thằng này đi hả? Sin cộng 2 lần cos chia cos, nhân v là nhân với thằng này, trừ v nhân nhiêu, v nguyên hàm v nhân nhiêu, v nhân nhiêu ghi lại cũng được tận. Yêu là nhân với này,
chuyện mất đi một số. Thì không chứ ghi lại nha, ghi lại trừ. Vậy còn lại là thằng này chim này mất rồi, có chim có là một trừ hai xin chim có là hai lần hai nghìn. Rồi có thể ghi lại trừ một nguyên hàm là bằng ít đúng không, trừ nguyên trừ đây là cộng còn lại là cộng hai nguyên hàm của ta là gì, nguyên hàm của ta trừ của dây nhiều đứa lơ mơ trừ tấm tơ bê của dây trừ tuyệt đối có ít trừ đây chứ đây là chấm trừ tất cả cộng rồi làm luôn cái bài gì á trong cái quyển đề á, bài N ghi đây là bài D nha. Khi mà lớp NB 4x bình cộng 8x cộng 3 chia cho x cộng 1 tất cả mũ 3 là rồi đặt U đặt GV đặt O bằng lớp NB 4x bình cộng 8x cộng 3 GV bằng 1 chia x cộng 1 tất cả mũ 3 chia x. Thì mình từ đây suy ra nhiêu là U phẩy là bằng 8x cộng 8 chia cho 4x bình cộng 8x cộng 3 từ GV sang V lấy nguyên hàm, nguyên hàm này là x mũ trừ 3 này, x cộng 1 mũ trừ 3 nguyên hàm thì nó chính là bằng x cộng 1 mũ trừ 2 chia cho trừ 2. Thì vậy thì viết lại nó chính là trừ 1 phần 2 x cộng 1 mũ gì? Mũ 2 đó. Trừ 1 phần 2 x cộng 1 mũ 2 tất cả phải cộng C đó. Chứ bây giờ nếu mà để y như này, hai lần này nhân lại có mất mẫu không? Không mất mẫu. Bây giờ đi tìm xe coi. Đi tìm xe rồi nhá. Quy đập lên thì đó là trừ 1 cộng 2 lần C nhân với x cộng 1 tất cả bình. Mấy đứa thấy không? Thằng này là 2 lần C nhân x bình cộng cho 4 lần C nhân x cộng 2C trừ 1. Vậy thì C bằng bao nhiêu? Để cho nó có thể triệt tiêu được cái mẫu. C bằng bao nhiêu? C bằng 2. C bằng 2 thì chỗ này bằng 4. C bằng 2 thì chỗ này bằng 8. C bằng 2 thì chỗ này bằng 3. Vừa đẹp. Vậy C là bằng 2. Rồi quy đầu lên 2 lần x cộng 1 bình ghi lại. Vậy lên này sẽ là đúng bằng 4x bình cộng cho 8x cộng cho 4 trừ 1 là cộng 3 đó. Thì vậy thôi nhé. Muốn nhìn chứ. Từ đó suy ra y bằng O nhân V
trừ cho V nhân gieo đơn giản mất đi cái mẫu rồi đúng không? Đơn giản mất luôn cái cộng một luôn này, 8 đơn giản cho 2 còn lại 4 này, chia cho x cộng 1 vậy. Nhận chút nha. Là 8 ra ngoài, 8 chia 2 còn lại là 4, x cộng 1 chia x cộng 1 còn lại x cộng 1 đúng rồi, bằng cái này ghi lại, trừ 4 nhân lớp nơ bê chừng tới x cộng 1 có thể cộng xem.